Rồi, xin chào mừng quý vị và các bạn. Chúng tôi đang ở vườn nhà Bác Khắc tại xã Trà Giang, Kiến Sương, Thái Bình. Và tôi sẽ khai đao tác phẩm này để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự và tôi thực hiện tại Trà Giang. Tiến Sự là người lính nhân Hà Nam nhé, đang phục vụ quý vị và các bạn ở khắp các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc. Rồi, đó ông Toàn đâu? Toàn Văn Dũng dọn cái này đi nào. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi cây này. Các bạn thấy 1, 2, 3, 60 phân nó ngả ngẵng. Nó đang nằm trên một cái chậu 1m2, nó rất là rộng. Tất nhiên là so với cây này thì nó không phải là rộng, nhưng bây giờ chúng tôi cô lại thì nó lại rộng. Và bây giờ chúng ta phải cô lại để cho nó có cái đường, các cái cút nó phải giật các bạn nhé. Tay cành từ tay cành gốc bồ hoạn chỉ, tất cả những cái đường này nó phải, sau này nó phải chuyển trong to ngoài bé dần đi. Và khi mà tôi cắt xong cái này thì tôi sẽ demo cho các bạn xem. Tôi bắt đầu cắt các bạn nha, cắt vuông. Thank you.
các bạn thấy khi mà chúng tôi cắt nó thành phôi rồi, ví dụ đây nó còn những cái đường rễ mà nó bó vào như này, nó giống như người đang bị trói, thì bây giờ chúng ta tháo cởi trói ra cho họ được tự do và để nó khoe được cái cốt các bạn nhé. Ví dụ người chúng ta bây giờ mà đang có một cái dây quấn vùng quanh người trông nó rất là kỳ, và ta có thể tháo nó ra. Khi mà ta đánh lên thì ta vệ sinh hết các cái rễ phần cần đi các bạn nhá. Và các bạn lưu ý mà xem video của Tiến Sự thì xem từ đầu đến cuối để các bạn không bỏ lỡ những cái có những chi tiết mà tôi cần hướng dẫn cho các bạn để được nó giảm vào cây. Một cái điều cần lưu ý nữa là khi mà các cái đầu rễ này ta cắt bây giờ nó chảy nhựa ra, mà các bạn trồng các bạn tưới ngay nó sẽ bị thối nhá. Các bạn chỉ để khô nhựa đi, các bạn lưu ý nhá, để khô đầu nhựa đi, ta khoảng 5 cho đến 7 ngày ta bắt đầu mới xịt, mới tưới nhẹ thôi chứ chưa được tưới đậm nhá. Đấy, các bạn thấy các cái đầu rễ mà cắt đi là nó chảy nhựa ra, tức là nó ướt đầu, chưa khô đầu nhé. Khi nào nó khô cái đầu nhựa đó ta mới được phép hơi tưới ẩm một tí thôi. Nhiều bạn là xem xong là không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, nên là các bạn là bảo là tôi cũng làm theo cách đó nhưng vẫn bị, tức là các bạn không để ý hết. Và các bạn thấy là những cái tay mà nó lêu nghêu tới 6-70 phân thì nhìn nó ngằng ngẵng, nhưng mà khi mà ta cắt truyền rồi thì nó rụt rịt, nó bụ cây ra, nó không bị rớt nữa. Người có 50 cân mà cao, các bạn hình dung mà cao 1m8 thì trông nó rất là lêu nghêu, nhưng mà 50 cân mà cao 1m5 là ok. Đấy các bạn nhé, các cái đầu rễ mà nó dập thì ta phải cắt hết đi. Đó, không được để các cái đầu rễ dập. Ừ, chẳng có dễ dưới gì. Gục gì, bộ bẫm ngay. Nút gì. Đó, đây nhắc ra để khênh chậu vào trong này. Đây, cây chúng tôi cũng đã đánh lên. Ở cái đền đất trước. Rồi, quay mặt kia ra. Quay mặt kia. Bây giờ các bạn thấy nó bụ bẫm hơn nhá. Nó không còn bị lêu nghêu rớt nữa. Do không có sơ dừa các bạn nhé, nên là ta có thể sử dụng đất, chấu và sỉ. Các bạn lưu ý là đất cần phải xốp để nó không bị đọng nước. Khi mà cây mới thì ta cần thoát nước các bạn nhé. Các bạn lưu ý là nó cây mới mà ta để nó đọng nước là nguy cơ thối đầu rễ, không thoát được rễ là chuyện bình thường. Đây,
nếu các bạn có một chút phân mục nữa nhé, nhớ là phải phân mục chứ phân tươi là không được, sót nhé. Các bác cũng chơi cây à? Các bác có chơi cây không? Dạ, có đấy. Dạ, vâng. Có đấy, các bác lấy mấy người chơi cây chứ. Vâng. Có hai cây to, gốc to lắm rồi, giống nọ đánh làm đấy, còn vất trong nguyên đấy. Thế à? Các bác đến trưa vào ban thai tiến sự thì có video ở đây rồi. Rồi, cứ để nguyên nha, cứ để nguyên. Các bạn thân mến, lúc đấy thì nó ở cái chậu là trên 1m, 1m2 các bạn nhé. Nó lều nhiều rất là to và tôi đã cắt dập đi. Đây là một cây ngũ phúc. Cây ngũ phúc, cây này có thể chuyển thành cây ba vai cũng được. Nhưng mà một số cây tôi chuyển rồi và cây này tôi để ngũ phúc cho anh chơi. Các bạn thấy là và đây là những cái cành mà tôi chỉ gọi là mô phỏng mà thôi. Để tương lai nó sẽ là như thế này. Để các bạn có thể tham khảo. Sau khi các bạn cắt giật rồi các bạn có thể chọn mầm và các bạn có thể đưa ra những cái bông như thế này. Bây giờ thì là chiều cao của nó là 1, 2, 3, 60 phân đấy nhá. Ở ngang thì nó rơi là khoảng 80 phân gì đó, rất là phù hợp và chỉ cần hai người khiêng. Ta có thể đặt
ở bất kỳ vị trí nào chúng ta có thể chơi được, nó rất là gọn gàng. Hai nữa là các bạn thấy là cái cây nó bụ bẫm, nó không bị rớt cây, nó không gầy, nó không lêu nghêu như lúc ban đầu các bạn nhé. Đây, tôi quay gần lại tí cho các bạn xem. Đó, một cây bonsai hai người khiêng rất là phù hợp. Rồi, tiến sự đang thực hiện tại nhà bác Khắc ở xã Trà Giang, Kiến Sương, Ninh Bình, Thái Bình các bạn nhé. Tôi cứ đi tỉnh nọ tỉnh kia hay bị lẫn. Và thời lượng video này không biết là tôi có đang muốn hỏi bác Khắc một chút. Thưa quý vị và các bạn, đây là bác Khắc, là một trong những người rất là đam mê, cũng chơi mấy chục năm rồi nhưng mà công việc của bác là khá bận. Và từ một cây rất là to mà cao đúng không, và bây giờ bác thu gọn nhỏ thế này vào, và tất nhiên thì bác phải chăm sóc khoảng 2 hoặc là 3 năm gì đó tùy vào cái mức chăm sóc, và nó chúng ta sẽ có được cây nó gọn nhẹ hơn. Và thì bác có cảm nhận hài lòng hơn hay là rất là gọn hơn hay là như để như trước? Như chiếc cây này lúc đầu thì đúng là nó không nhìn, nó không ra gì, nhưng sau khi được vào đến cái tay của bác, qua tay bác rồi, và đồng thời là đến được như thế này là tôi cũng là ưng ý lắm rồi. Và đấy, để chờ đến 1-2 năm sau đấy, tất cả cái mô hình của nó được như thế này là tôi đã tự nguyện lắm rồi và cũng đã ưng ý lắm rồi. Và đấy, cảm ơn anh. Ok, chúc cho bác chăm sóc thành công. Đúng rồi. Các bạn thân mến, sau khi mà chuyển chậu, cắt đầu rễ thì chúng ta sẽ cho đất vào như vậy. Các bạn lưu ý là khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 5 ngày cho đến 1 tuần các bạn nhé, đừng tưới nhé. Đó. Và nếu như đặt giả thiết mà khi mà chúng ta làm xong mà gặp trời mưa. Gặp trời mưa các bạn nhé, thì các bạn phải mua cái mảnh, cái túi bóng người ta che mạ đấy, các bạn trùm qua để nước mưa nó không ngấm vào các cái đầu rễ thối các bạn nhé. Còn nếu thời tiết bình thường thì ta lại đậy như thế này đây các bạn nhé, để cho nó ấm gốc, bởi vì là mùa xuân thì nó vẫn có thiên một chút về lạnh đó. Xong các bạn có thể kiếm cho các cái chăn vải chúng ta có thể đắp lên chốc và tự nó bốc hơi làm ẩm, ta không cần phải tưới nhá, nhớ là 1 tuần không cần tưới đó. Ok, bây giờ thì tôi chia sẻ hướng dẫn cách cho mọi người, quý vị và các bạn tham khảo. Có gì thì các bạn đang theo dõi, nhớ theo dõi từ đầu, đừng bỏ quên một đoạn nào thì nó sẽ bị sai lệch đi. Thời lượng này tôi xin kết thúc ở đây. Tiến sự đang thực hiện tại Trà Giang, Thái Bình các bạn nhé, Kiến Sương, Thái Bình. Tiến sự là người lý nhân đang phục vụ cho quý vị và các bạn ở các nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở video sau.